Bởi vì điều mà các bạn đang làm thì sẽ khiến người ta nghĩ là các bạn thích người ta rồi. Với cái hệ tư tưởng của mình và những cái bài mà mình đưa ra thì đó chính là tao sẽ khiến cho mày tưởng là tao đã thích mày. Nhưng sau này tao lơ sau. Nghe này, mình khiến cho nó tưởng là mình khiến cho nó tưởng là mình đã thích nó, sau này mình bơ nó mới hay, chứ còn để mà nó biết là mình không thích nó mà khiến cho nó phải đi cua mình ấy, đến lúc mà nó cua mình được rồi mà mình thích nó rồi, lúc đấy các bạn chạy không kịp đâu, thật sự luôn. Lúc đấy là không bao giờ trở bài kịp đâu. Mình nói chuyện mượt. Mọi người xem mình livestream mọi người thấy rồi đúng không? Mình còn nhiều cái hay lắm, nhưng mà mọi người cho gắn giỏ hàng ấy nhá. Ủa? Từ từ. May quá chưa để giá. Thôi cho tao gắn giỏ hàng cái nha. Đứa nào mua thì mua thôi. Đứa nào mua thì mua nhá. Còn tao 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 ghim cái cao lá nam giá 3139 cho tụi bay mua. Đứa nào mua thì mua nha. Cho tao gắn giỏ hàng cho tao nói chuyện tiếp. Đúng rồi, giờ hơi tí lại nghi ngờ. Thật sự luôn. Cái cao lá này 170 mình đang ghi 139 chị mụn á. Ai chưa mua được thì mọi người săn luôn nhá. Để ghi cho mọi người 139 á. Ê, cái cao lá chị mụn này bất bại luôn. Chưa bao giờ thất bại bất kỳ một cao mụn nào. Mình nói này, cái khuyết điểm của mình á, mình nghĩ là nó mọi người nghĩ đúng, đó chính là mình hơi tí là mình nghi ngờ. Giống như kiểu là mình biết nhiều quá. Ngày trước á, mình giả ngốc thì mình sẽ được yêu. Giống như là cái lúc mà mình đang giả ngốc, cái lúc mà mình thể hiện ra là bản thân mình không biết một cái gì hết, mình chỉ yêu đương đơn giản thôi, thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Nói chung là được hạnh phúc, nói thẳng là như thế. Thế nhưng mà sau này, khi mà mình đã biết quá nhiều, giống như là mình biết là đối phương định nói gì, định làm gì, thì mình hơi tí lại nghi ngờ. Nhưng mà mọi người biết không, sống không nghi ngờ, có ngày bất ngờ. Thật, sống không nghi ngờ, có ngày bất ngờ. Tại sao mà mình nói là trap boy á, người ta sẽ không có cách nào để mà, thật sự là không có cách nào để mà lừa được mình hết. Mình bắt bài cỡ đấy thì mọi người nghĩ ai lừa được mình đây? Tao bày cho tụi bay một cái này, nó là một cái chiêu độc của tao. Cao lắm, mình đang ghim giá 139 nhá. Mọi người chưa mua được cao lá thì mọi người mua nha. Những sản phẩm mình ghim á, bây giờ mình sẽ xuống giá hết. Mình sẽ deal giá hết tất cả, mọi người nhấp vào trong giỏ hàng mua nhá. Và nhắn tin nhân viên mình tư vấn, mình dạy cho mọi người một cách đáp trả khi bị cắm sừng. Hôm qua em gái mình bị cắm sừng đó mọi người. Bây giờ mình nói thật luôn, đúng là có thể là vì mình biết quá nhiều nên là nó sẽ thiệt thòi đối với những mối quan hệ đằng sau, nhưng mà nó là cách để mình bảo vệ bản thân mình. Body lotion phục hồi 320 mình xuống trong cái line này cho mọi người này. 320 có B5 nhé mọi người. Có chứa B5 mình xuống giá cho mọi người trong line là 265.000 nha. Thấy chưa? Mình ghim luôn giá huyết thanh mọi người nhá. Huyết thanh gần hết rồi, huyết thanh còn có 13 lọ kìa. Ghim giá huyết thanh 139 luôn. Hôm qua con em của mình vừa mới bị cắm sừng xong, nó mới gọi ới mình xong, và mình bày kệ nó cách xử lý rất là, nó mình bày cách nó xử lý chứ không phải đơn giản là phát hiện ra vấn đề. Mình giảm giá tất cả những sản phẩm ở trong giỏ hàng, mọi người mua thì nhấp vào trong giỏ hàng tự túc nha. Có nhân viên tư vấn mọi người nhắn tin qua cho bên nó ấy nha. Kem chống nắng 585 xuống 185 này, sữa rửa mặt xuống 145 này. Giá mình deal xuyên suốt buổi livestream ngày hôm nay luôn. Từ từ mình lốc cái bạn này cái cứ spam. Lốc ở đâu ra? Lốc. Xác nhận. Ok. Cao lá đang ghi 139, mấy bạn ơi bị mụn thì mua cao lá đi nhá. Cái cao lá này giá gốc 170 mình đang ghi 139 á. Chị 145 nay rồi, mọi người vào đọc đánh giá là mọi người biết. Đấy, mình giảm giá tất cả những sản phẩm ở trong giỏ hàng rồi nhá. Ship thành phố Hồ Chí Minh 2 ngày thôi em ơi. Mình giảm giá tất cả những sản phẩm ở trong giỏ hàng rồi, mọi người nhìn coi nhấp vào mà mua nhá. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào cái chủ đề mình cho mọi người nghe. Cắm sừng nha. Bây giờ mình sẽ chuyển thẳng sang cái chủ đề cắm sừng luôn, vì ngày hôm qua em gái mình mới bị. Body này là body lotion phục hồi có chứa B5 mọi người coi này. Body lotion phục hồi có chứa B5 nhá. Hũ đẹp không? Ê tụi bay hộp đẹp đúng không? Có dọc kim ép kim tên tao luôn á. Cái này mọi người sử dụng ban ngày luôn được luôn. Cái này là không phải là body coat, không cần ổ, không không vết dính, không lộ vân kem, không gì hết á. Không có vết dính, không lộ vân kem, không gì hết luôn. Thoa đi chơi được và có chứa B5 phục hồi da. Ngày hôm qua con em gái của mình nó bị cắm sừng. Mọi người biết nó bị cắm sừng như thế nào không? Tức là nó với cái thằng đấy quen nhau, thằng đấy nó đang tìm hiểu con bé này thôi. Thế nhưng mà con bé này đã đồng ý làm người yêu của thằng đấy được đâu tầm một tháng,
hai tháng mấy luôn rồi, đang yêu nhau êm đềm hai tháng mấy. Cái lúc mà con bé đấy với thằng đấy cãi nhau thì mình cũng đã hướng dẫn con bé đấy cái cách để mà hòa giải, cũng như cái cách để mà hai người hòa hợp lại với nhau. Thằng đấy nó dỗ con bé đấy á. Thế nhưng mà yêu đâu được tầm 2 tháng, yêu được đúng 2 tháng luôn, ngày hôm qua con bé nó mới gọi cho mình là thằng này nó có người yêu rồi. Thằng này nó sinh năm 98, nhưng mà người yêu của nó lớn hơn nó 2 tuổi. Người yêu của nó lớn hơn nó 2 tuổi và gọi cho con bé này luôn. Mới nói chuyện với con bé em của mình, đó là chị với cả anh này đang quen nhau. Thế nhưng mà cái bà này ấy, bà ấy lại bảo con bé này là chị muốn gặp em để nói chuyện, và chị muốn là chị chấm dứt với thằng này để cho thằng này nó đến với em. Thế nhưng mà con em mình nó bị cắm sừng mà, giống như kiểu là cả hai đều bị cắm sừng luôn á, thì làm sao mà nó ở lại với thằng đây được. Thế nên là mình mới bày nó một cách giải quyết như thế này. Đàn ông mà đã tồi thì không có chuyện là em nói một câu cho các chị nghe. Cao lá 139 đang ghi 139, kem body lotion có phục hồi. Em nói một câu cho các chị nghe này, hãy nghe theo em về cái vấn đề này, đó chính là chúng ta không bao giờ phải đùn đẩy những thằng đàn ông tồi cho nhau. Tức là nếu như mà mình bị cắm sừng, nếu như mà mình bị phản bội, thì cái người mình cần đẩy ra xa là cái thằng đàn ông tồi, chứ không phải là mình đẩy thằng đàn ông tồi vào tay một đứa con gái khác. Bọn mình là con gái với nhau, bọn mình phải bảo vệ nhau chứ. Làm cái gì có chuyện là mình là đàn bà con gái với nhau mà mình lại đi, mình đùn đẩy qua, mình đùn đẩy lại làm gì, đúng không? Thế nên là mình mới bày em gái của mình, đó là tạm thời đừng có để cho thằng đấy biết là mình đã biết là mình bị cắm sừng, mà gọi cho bà kia hẹn ra nói chuyện đi. Hẹn ra nói chuyện ở một cái quán cà phê nào đấy, hay là một cái quán gần nhà nào đấy cũng được. Xong rồi á, cũng bảo với bà đấy là đừng để cho thằng đấy biết là mình phát hiện ra chuyện này. Mình nói con em của mình là mua tặng cho thằng đấy một cái áo, một cái áo mà đằng sau có cái gì là hôm qua mình nói là đằng sau có cái hình chữ gì mọi người, cái áo đấy mình đặt được mà, áo đằng sau có cái chữ là áo đấy mình đặt được. Cao lá đang ghi 139 giá gốc 170, mọi người tự giác nhá. Này là body lotion B5 có phục hồi da mọi người ơi. Này, để ta bỏ cái body ra. Đây, body này. Cái áo mà mình đặt được, cái áo mà đằng sau có in chữ, cái chữ mà nói chung là cái chữ gì ấy, mình không nói ở trên live được. Nói chung là áo in chữ. Mình mới nói với con em của mình là đặt một cái áo đó cho nó. Xong rồi á, nói chuyện ngọt ngào với nó vào, bảo là hôm nay anh có về sớm với em được không, anh chạy sang đây anh đón em với, em mới mua cái áo này cho anh nhưng mà bây giờ không có bắt xe về được. Thế là mình mới bảo con em của mình là gọi thằng đấy sang cái địa chỉ mà hai người hẹn nhau để mà nói chuyện ấy. Thì mình đến lúc mà cái thằng đấy nó gần đến rồi thì con bé này nó chỉ ngồi một mình thôi. Con bé này nó chỉ ngồi một mình thôi, không có ngồi chung với bà kia, là bà kia kiểu như là đang nấp ở một cái góc nào đấy ấy. Cái lúc mà thằng này vừa vào, con bé này tặng áo cho bà, cái thằng này ấy, thì mới gọi cái bà kia ra. Giống như kiểu là ba mặt một lời ấy, mọi người hiểu không? Ba mặt một lời lúc đấy luôn. Nhưng mà chúng ta không có giải thích gì hết. Và nói thẳng là mình là con bé đấy, mình nói với em gái của mình đấy là em đừng có nói với người ta đó là anh quay về với người ta đi, mà em hãy nắm tay cái chị đấy cùng nhau quay về và tặng cho thằng đấy một câu, đó là tồi thì không có cửa ở lại với một trong hai đâu.